trước mình thua không cùn, nhưng mà trước thua hay cùn lắm, mà nước nào cũng đầy thích, trận nào thua cũng đầy thích, trận thắng thì cười kỳ kỳ, mà trận thua thì cứ như là mất ô tô thật. Mất qua hai cái con ô tô thì gỗ thôi mà làm như là mất hai con kia thật hả? Vâng ạ, thuyết toa. Trên cái gỗ này trên nó thua, nó không thuyết toa đâu. Anh bảo thì thua cũng nhảy cắn cắn ấy. Cái nào như là sắp rồi mất nước. Mẹ bảo không, 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 mà trớ thì bình thường. Trớ thua thì bình thường, nhưng mà có biết cái tay hút bùn nó bị lâm không? Không, trớ không, không. Thế là cú ở bên ngoài bị nó chiêm trọng. Còn cơ chiêm về cờ của Hải Quỳnh. Đáng lúc tôi cao thủ 10 văn liền có bình thường như cần đường một tựa ngay. Ở ngoài nó chiêm trọng. Chiêm trọng bên ngoài. Mình đang ngồi yên đây. Cái bình tĩnh, cái bình tĩnh. Mình đang ngồi yên nó chọc một mũi kim. Nó nói chuyện thì phải bình tĩnh. Biết rồi. Chọc nó nhẹ một chút. Vì là nói anh nó nhỏ đấy, ở đây anh em cũng nghe thế. Mà anh em ngồi cách xa 50 mét vẫn nghe thấy. Nó cứ chiêm trọng cái chứ cần thì thua cơ. Như con đường hồi tữa mình bình thường mà. Thì có bao giờ cây không bao giờ cây thu cờ biết là thế, mình cứ nói nhưng mà bảo bảo thưa cây thu cờ là sai. Mình có bao giờ đập quân mạnh đâu, không đập quân mạnh tức là không có biểu hiện của sự cây cú. Thôi rồi, thôi rồi, kéo ngã đi con nhé, đi ra đây. Ra đây, ra đây. Đi đấy. Mình nhặt nhẹ cái gì đấy? Mất hai cái ô tô này mà cứ làm như là mất ô tô 8 tỷ. Thôi rồi. Bóp đi. Đây, bon này lắp súng vào. Cứ như là mất xe 8 tỷ không bằng. Cứ hai đứa ra gì rồi gì? Đấy, toàn đi về mới ấy đây. Con này phải xe đẩy vào đây, đẩy vào đây không? Không phải vứt cái đấy đi, cái đấy là cái bẩn đấy. Ui dồi ôi, lêu lêu này, lêu lêu này, đấy. Trời, bác ngồi chơi mệt, ngồi chơi đi. Ngồi chơi đã hả? Ngủ em hôm qua, đêm ngủ ngày 3 tháng. Ôi nhưng mà Hải đá bóng thì sơn tóc. Dạ? Ôi, Hải đá bóng thì sơn tóc. Thu Quỳnh vậy? Chết tôi rồi. Cầu thủ số 10. Ta vẫn còn nhớ cầu thủ số 10 của bọn cô một cái này. Chính tao không? Nói! Em mặc số linh tinh. Ừ, nhưng mà cái hồi bao nhiêu số 10? Treo đằng này, tướng thì cái đó. Nhưng mà chuẩn không? Cái hôm chung kết đấy là bao số 10? Nhiều bao số sai không? Có số sai không? Đúng. Ta vẫn còn nhớ Hải ghi bàn thắng duy nhất cho đội Ngã Tư cái hôm ấy. Này, có 1-0 thì là bàn thắng của Hải. Chiến sao chưa? Năm vừa rồi. Không, cái năm thì thanh niên chứ. Biết rồi thì bảo ra chứ chú không một. Không biết. Nhưng mà chuẩn chưa? Đùa xe. Cái năm 20 tuổi nhỉ? Hay là bao nhiêu đấy? Chú không biết thì anh cứ giải thích cái chú thế là chú biết rồi. Nhưng mà có công nhận rồi. Nhưng mà không kiếm một chơi nó to. Không phải là gì đâu, kiếm một chơi nó to. Không phải, nhưng mà cứ bình tĩnh. Chúng tôi thôi chứ không phải không có vấn đề gì. Chỗ đông người người ta tưởng anh em cãi nhau. Không phải tiếng nó to. Biết được chứ không có vấn đề gì. Tôi ngã em con. Không hát khi hát là được tiếng to rất nhiều người thích nghe đúng không? Nào thật không nghịch chú Huynh má. Lên Facebook thì chứ hát nha. Ở đấy hát to mình đã chú nghe lại chính mình thấy cũng hay luôn. Nhưng nó nhỏ đi không đau đầu. Ba lên đây hả? Lên má nghe thấy. Lên má. Chứ nó to quá thì đâu có biết là đây là bốn trong đau, đau lòng. Con tâm mới có đánh cầm. Đâu em nhặt hộ con đấy. Đó còn nhớ là Hải số 10 khi bà thắng. Em nhặt hộ con mà. Em nhặt hộ con mà. Chuẩn chưa? Thế là chuẩn.
Tao em ngồi đây nhé, em ngồi đây. Rồi em ngồi đây xem. Cái con bóng thì chú ba của thầy ăn. Cho nên bóng chú ba của thầy ăn. Đâu ở đây? Vì em đã có thể bóng. Biết rồi. Thế hết với chú. Thế ngồi đây ngồi. Con bóng nắp giống thịt. À cả con đang lắp. Con nắp. Giờ đồng ấy đi chú. Chú có lâu mới được ra. Đây ngồi đây. Có vẻ. Hát ngồi đây. Chiệt hạ đơn phương. Giờ chú rồi. Đúng. Cái quả nó thiệt hạ là tư phương nó làm cho hải chân phương thì ra tận ngay được được. Ừ. Nó nó sâu lọc bắt được. Nó thiệt hạ hải nó hy vọng là lật lại tình thế. Thế là nó xong một đá vào chân. Bị sao? Cậu nhảy lên. Ngay lúc ấy đâu. Mày nó quy phải ra tận. Tiêu diệt đi cực đấu thôi mà. Nó có đấy nhỉ? Ừ. Đúng rồi, họ ăn con đấy. Chôn tay rồi. Anh thế thua rồi. Cả hai chân. Lành khá ra xong bị trôi rồi. Cả hai chân đạp. Chạy mã thế nhỉ? Thế là mới bị ngồi chứ. Cứ sổ này cả ra. Đúng rồi, góc chỗ rồi ông gì làm cắt tóc. Gọi ra sân ngay. Em mời Nguyễn Văn Hải. Đây nhớ chính xong rồi. Mình đấy. Ghi bản thân duy nhất cho ngoại trưa cái hôm trước. Chắc chắn là phải về. Đừng dế đấy. Phải cho chú đánh. Đây, ngồi đây, ngồi đi, ngồi đi đây. Chắc chắn của mình đấy. Ôi giời, đánh đâu được. Quản lý ma ra đâu ra để ghi hai bản thân cho đội Anh nằm một chiếc tập sau. À, đội Argentina nằm một chiếc tập sau. Đám trận với anh. Trận đấy đám với anh một bài bà tay. Thấy có sự con nhạc, ở đây em tóc nhạc cho đấy. Tóc nhạc cho anh. Như là trong trời mù. Ờ đấy, tóc nhạc cho anh nhé. Ở đây cũng quan sát thế nhỉ. Nhưng mà đá hay không đá hay. Quả hay là theo vàng. Tóc nhạc cho anh nhé. Con này còn để ra đây. Đấy cô ba. Đấy cô này. Đấy. Ít nhất là như thế vào. Chúng ta đã bắt rắn hình kiểu. Năm 2005 ra lông tàu 3 triệu 6 một tháng đi đâu. Đã được 2 trận xin thầy về. Ở nhà đối thì ra ngoài không thú. Ở ngoài cũng là chép tu. Chạy như nguyên. Đâu làm sao đâu, con lấy vào đi, con lấy vào đi. Con lắp vào đi. Con lắp vào đi, lắp vào đi không bác vào chơi bạn. Vậy, sau đó bác bảo chú bóng đá. Mai đi có. Riêng bóng với em này cứ phải hai quả. Một đôi một quả là em không đá. Ăn con kia. Mà em đá bằng chân, phải đá bằng chân giữa. Nhưng mà cô quần đế nhảy hiu nó bảo mình đấy phết. Mình nói thật, chuyện mấy hai... Thì cãi nhau làm gì? Hơn hai chục hơn chút. Chính sao như thế hả em phải công nhận. Thế mà... Bây giờ là cả thế giới này không công nhận thì cứ em công nhận cho anh là được, được chưa? Nhưng mà nó lại cứ bỏ, nó cứ bỏ mình đến chết. Cái coi chúng ta mà hãy anh cứ coi chúng ta bỏ thoải mái đi. Nhưng mà anh chỉ cần nói một câu thế này, bảo chú Khuynh công nhận là được cả thế giới này là công nhận, phải công nhận cả thế giới này công nhận. Cứ nói câu đấy. Thế còn thằng nào thích cãi nhau là ra đây cãi nhau với em. Ừ, được rồi. Đấy, thế là xong, anh không được cay thằng giáo là làm được. À không. Có thằng nào cay hay làm sao cứ bỏ ra đây với em. Bỏ cay là bị đầm 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 rồi. Nó thua cờ xong rồi cun với chơi. Thua cả cun với chơi. Ừ, này tiếp, tiếp là hay cun. Cái đấy họ cun là có lý của họ. Bây giờ nhà mình phải đánh giá cái sự thật là vì nó nói to quá nó không chịu được cái âm thanh đấy. Nó đang thua xong rồi ảnh hưởng tâm lý. Trong lời nói của anh nó to quá. Nó cùn một cái lý do là đúng. Thế và nó sai là sai là cái là nó cùn. Nhưng mà nó có lý do của nó chứ không phải là tự dưng. Tự dưng nhá. Anh cứ ngồi yên anh nói nhỏ nhỏ nhẹ. Không bao giờ nó cùn với anh. Em khẳng định một điều như thế. Đây về sau anh ngồi yên đi. Nó có nói gì anh đâu. Ừ nhưng mà đúng nhưng mà thì nó bị thua thì nó chỉ phàn nàn là nó đi lỗi thôi. Nhưng mà bị
Không như anh không cấm được cái phàn nàn, cái than thở của người khác. Đấy là quyền của họ. Biết rồi. Nhưng mà anh cứ ép buộc họ là không được nói ra. Thế đấy, cái đấy là không sai. Có em đâu. Không ép buộc anh phản, anh phản đối là không được phàn nàn, không được kêu. À không, ý tôi là thế này, ý tôi là bên kia nó thua thì nó bình thường. Bây giờ là cũng mình cũng phải tìm ra một cái lý đúng giữa người với người. Chứ mình không có thể là cứ nói tràn đi được. Anh hiểu không? Ừ. Nhưng mà họ phàn nàn thì anh kệ họ. Hoặc là anh phàn nàn người ta cũng kệ anh cơ mà. Không. Cái người kia là hiếu thắng hơn. À sao? Cứ về mình là nhất. À thì nó có lý do nó hiếu thắng. Lý do đây là cái tính hiếu thắng của từng người một. Thực ra bên kia người ta đẩy nó cũng tinh, nó đánh cơ cái. Chứ đâu phải là cái chuyện để ăn đâu. Có những cái bán thua. Thua họ phải phàn nàn để cho nó vơi đi cái nỗi buồn. À với này. Mình không trách cái phàn nàn đấy của họ. À, không. Nhưng mà tự dưng mình đang ngồi như này mà người ta xúc phạm mình thì mình trách, yeah. Thì cái đấy là mình đúng. Đấy, mình phải có một cái sự phân biệt nó rõ ràng. Đấy. Sao nó lại cứ mình mất chân thì khi đã cay nhau rồi thì phải chọn những lời lẽ là đều nhất để dành cho nhau, đúng không? Còn không cay nhau thì dành cho nhau những cái lời dễ thương. Thế cho nên anh phải tránh. Tôi thấy được con người đấy cũng không được người ta quý. Con người đấy hiếu nó cũng ghét này. Cái tay bán gạt thì là nó đỏ đi mà con nó đỏ cái đấy thì nó lại không quan trọng với mình, nó không liên quan đến với mình đấy. Còn cái mà giữa mình với họ mà có cái mâu thuẫn đấy thì mình phải ngồi yên lại để suy nghĩ để lần sau là tránh cái mâu thuẫn đấy, hoặc là rút kinh nghiệm đừng để nó xảy ra. Thế còn cái việc họ bị ai nhắc thì đấy là nó chẳng liên quan gì đến mình cả. Thế sao mớm quá chứ, đại thính của nó chứ. Đại tính hiếu thắng nhưng mà có gì liên quan đến mình không? Không, tôi đang nói là cái tính hiếu thắng không được người ta quý. Nhưng mà nó lại không liên quan đến mình. Vấn đề là việc nó liên quan đến mình nói, còn không liên quan đến mình. Mình mà lại nói vào như là tức là mình lại xen vào chuyện của người ta. Đấy. Mà xen vào chuyện người khác rất rách chuyện, nó phiền lắm. Có những cái sự việc mà xen vào nhé, đâm là lại gặp họa, gặp tay luôn. Cho nên là anh phải nhớ. Nó đang cay nhau, nó đang muốn đập nhau. Đấy, nó đang cay nhau. Xong rồi nó lại... Nó không tức được nhau, nó quay sang nó tức mình. Thế cho nên là mình cảnh giác, mình phải rút kinh nghiệm. Đây. Ngon lắm, ngọt luôn. Đúng rồi, nó kinh lắm. Nên là khi mà không có em ở đây đấy, mà anh mà nói tiếng to mà thằng nào nó quát anh ấy, thì anh tốt nhất anh cứ lại yên. Chứ không có em ở đây thì không ai can đâu. Chứ nhiều thằng mẹ nó khỏe, nó điên, nó nhanh lắm. Mình không đỡ được nó đâu. Cho nên là anh phải biết ý. Có em ở đây thì em khuyên anh cũng phải thôi. Người tiếc thì trông nó... À tiếc thì chị hay nóng nảy thì chứ tiếc thì mình không. Đó. 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 Cũng không phải nói gì mà chỉ đem bảo lại nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà chưa đến độ thôi, đến độ hai bên cùng lên thì không chưa chắc bên nào là thắng bên nào đâu. Biết rồi nhưng mà trước là anh cũng chỉ anh chỉ là ở đôi cây cú thôi chứ anh cũng không hiểu hiểu chiến cái việc đánh nhau đâu. Nó đã to tiếng rồi là rất là hành động dễ lắm. Mình là đừng nghĩ thế nha. Vì mẹ nó to tiếng 10 lần thì lần thứ 11 có thể xảy ra đấy. Cho nên là đừng nghĩ là nó là không có gì đâu. Thế là mình cứ phải cảnh giác. Nhưng mà lão Thuấn thì cứ chiêu, nếu chiêu hết thì đặt tay vị trí. Bỏ lại chiêu chiêu hết rồi nhưng mà để chỗ đi. Chiêu nó để nó bỏ là đánh cầu ạ. Thế là Tuấn tay ra chửi. Sống ở trên cái cõi đời này đấy, là anh phải bớt quan tâm chuyện của người khác đi. Cái chuyện gì của họ anh cũng quan tâm đến, anh cũng đặt câu hỏi tại sao ở đấy. Thì đời đang khó này. Nhưng mà anh phải ngồi như thế. Cái gì đáng để mà nói chuyện với nhau thì nói chuyện. Còn cái gì mà nó không đáng là không nói.
hoặc là anh ngồi nói chuyện với em ở đây thì nói những cái gì mà liên quan đến anh với em, còn không nói chuyện của người khác với anh em như thế là mình tính xấu. Hai người ngồi nói chuyện mà lại nói về một người thứ ba không có bạn ở đây, đấy là một cái tính xấu. Và câu chuyện đấy nó không có giá trị gì với nhau. Đấy, nên là tôi là chia sẻ thì thoáng qua thôi, nên không để ý thiệt hại nhiều là mình. Em nhặt cho anh mà. Em nhặt cho anh mà. Mình nó đang có an vui không hay là đang phiền não? Thôi. Nếu một cái thì một cái là... hay là con thì em nhặt cho anh không khỏe không hay là nó ra gì? Nào, có những câu chuyện xã hội. Chiếu đây thì là hết rồi, đắng rồi đâu có nói rồi, đúng không? Đấy anh cứ chiếu đây thì bắt buộc phải ra đây rồi. Tự nhiên nhưng mà ăn khá là thua, mất lòng lượng, chớ nên cá miệng chính mình mất lòng lượng. Còn cái người nó đang ở nhà mà bảo đánh mình thì thua. Đây đây của con đây, của con đây. Đây đây. Con đây này. Đi ngoan nhá. Đây đây cả bọn đây con anh. Mình đang quên. Mình cho đánh cho hết. Đầu đầu.